cần thu hút những nhóm người cụ thể có cần đến sản phẩm dịch vụ chúng ta, thì đó được gọi là ma trận marketing. Được chưa? Và video cũng như vậy các anh chị, chúng ta cần tạo ra 3 video hoặc 2 video tùy thuộc. Và có hai cái khác nhau anh chị nhé, tư duy này tôi sẽ nói tiếp. Rất nhiều người trên kênh không phân biệt video nào là video bán hàng mà video nào là video. À, tôi còn nói với ai đó, video bán hàng là video riêng, video thả thính là video riêng, không phải video nào cũng bán hàng anh chị nhé. Bởi vì chúng ta sàng lọc khách hàng, chúng ta hiểu rằng khách hàng trên này là traffic lành. Traffic lành thì làm sao ai mình cũng bán hàng và ai mình cũng quảng cáo được, đúng không ạ? Cho nên mới sinh ra cái thả thính này các anh chị. Thả thính để chúng ta tìm ra đối tượng cần. Và video bán hàng thì cấu trúc nó khác với video thả thính, đúng không ạ? Video thả thính là gì? Video thả thính thì chúng ta cứ nói thôi, tính năng lợi ích cho một vài cái gì đó dạy họ, hướng họ. Và làm video hài cũng được, cái phim cũng được. Nhưng mà họ vào xem thì họ cứ xem, nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi nó không cao, đúng không ạ? Vậy trên kênh ấy, chúng ta chỉ cần bỏ ba cái video này vào thôi. Đầu tiên, chúng ta phải quảng cáo vào video làm ấm, tăng giá trị, đúng không ạ? Cho những đối tượng, sau đó mình lôi video 2 và lôi video 3 và N video như vậy. Thì chúng ta mới gọi là tăng giá trị và bán sản phẩm cao cấp. Bây giờ anh chỉ mà muốn bán sản phẩm 1 triệu, hôm qua tôi có nói, mà chảy vào cái sản phẩm này cho những đối tượng lành này nó mua không anh chị? Nó không có. Bởi vì sao ạ? Họ chưa nhận được giá trị và họ chưa biết chúng ta là ai. Tại sao họ xuống tiền nhiều như thế, đúng không ạ? Hôm qua tôi còn nói rồi, tiền thì ở dưới đít, phải không ạ? Nhưng tiền thì ở dưới đít, nhưng khi mua thì họ mua ở trên ngực. Và để làm được điều này nó phải trải qua 6 bước. Âm thanh, ánh sáng, hình ảnh là tác động đến cảm xúc con người mạnh nhất. Âm thanh, ánh sáng, hình ảnh. Họ phải nhìn thấy, phải nghe thấy, phải sơ thấy, thậm chí phải sơ thấy, trải nghiệm thấy thì họ mới mua những sản phẩm cao cấp. Thì những cái mà bán hàng anh chị em thấy đúng không ạ? Họ bán ngoài kia cứ nói về tính năng lợi ích sản phẩm. Những cái bài bán hàng, những cái nhân viên sale đúng không ạ? Đến cứ xối xả vào mắt khách hàng. Của tôi đây tốt thế này đây, mua đi, mua đi. Thì người ta không mua sản phẩm đó, sản phẩm khác, đúng không anh chị? Cho nên chúng ta cần phải đào tạo thị trường và sàng lọc ra một đối tượng cụ thể, sau đó mới bán hàng, thì được gọi là phễu hoàn vốn, phễu marketing, marketing. Alo, bắt đầu có ở đây rồi, đúng không ạ? Thì được gọi là sản phẩm đầu phễu, đây phễu mã sản phẩm cũng được anh chị nhé. Đầu tiên hôm qua tôi có nói là sản phẩm tháng giá trị, đúng không ạ? Đầu tiên một, thì bây giờ chúng ta đẩy xuống phễu bốn. Và thông thường sản phẩm này hôm qua tôi có vẽ, tôi vẽ lại 1 đô la, ví dụ 5, 10.